xin chào khán giả VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày 31 chiếc xe đụng dồn cục của Trung Quốc, 15 người thiệt mạng. Ngoại trưởng Pompeo sẽ gặp nhân vật số 2 của Bắc Hàn tại New York và Đài Loan bắn tiếng cho chiến hạm Mỹ ghé vào đảo Thái Bình ở Trường Sa. Thưa quý vị, một tài xế chở cân cầu lớn khi đang chạy vận tốc lớn đã bị mất thắng và đâm vào một đoàn xe đang đậu trước một trạm thu lệ phí ở tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào hôm thứ Bảy vừa rồi, khiến 15 người thiệt mạng. Có tất cả 31 chiếc xe bị hư hại trong vụ đụng xe dồn cục này gần trạm thu lệ phí Lan Dâu trên đường xa lộ Lan Dâu Hai Cư ở tỉnh Hiểm Tây. Ngoài số người thiệt mạng còn có 41 người khác bị thương kể cả tài xế xe tải. Người tài xế nói rằng chiếc xe của ông bị mất thắng khi đổ dốc trên con đường xa lộ tốc hành. Giới hữu chức cho hay đây là lần đầu tiên tài xế này lái xe trên xa lộ này và do hốt hoảng thay vì lách cái xe vào một chỗ khác thì ông không lách ông để chiếc xe chạy vì uh, mất thắng dễ hữu trách Trung Quốc cho hay ngoài tai nạn này còn một tai nạn khác ở bên tỉnh Hồ Nam hôm thứ Bảy cũng làm 7 người thiệt mạng khi một xe buýt ở hang rông lạc tay lái. Rồi tuần trước chắc quý vị còn nhớ một cái vụ một tài xế và một nữ hành khách đánh nhau ở trên một chiếc xe buýt ở thành phố Trùng Khánh làm chiếc xe buýt lao xuống sông Dương Tử làm tất cả 15 người thiệt mạng liên quan đến tin Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ, thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày chủ nhật, 4 tháng 10, thì Ngoại trưởng Mike Pompeo xuất hiện trên một số đài truyền thông quốc gia cho biết là ông sẽ gặp ông uh, Kim Jong Un, nhân vật số 2 Bắc Hàn, ở tại New York trong những ngày tới. Chủ đề của nói chuyện này là sẽ có liên quan đến vấn đề giải trừ vũ khí nguyên tử Bắc đảo, bán đảo Triều Tiên, cũng như uh, các vấn đề khác mà hai bên quan tâm mà do tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong Un hai người hứa hẹn với nhau rồi cuộc gặp ngày 12 tháng 6 năm nay tại Singapore. À, hôm thứ bảy vừa rồi thì Bắc Hàn bắn tiếng cho biết là Bắc Hàn sẽ có thể tái khởi động chương trình nguyên tử nếu Mỹ không ngưng à, các cuộc gọi là trừng phạt kinh tế. À, ông Kim, à, ông ông à, Mike Pompeo cho biết là ông không quan tâm đến cái chuyện này bởi vì trong thời gian qua sau cuộc gặp của hai bên thì đã có một số tiến triển ví dụ như Bắc Hàn ngưng thử vũ khí nguyên tử cũng như hỏa tiễn và bên Mỹ đã lấy lại được một số hài cốt của binh sĩ Mỹ tham gia cuộc chiến Triều Tiên hồi thập niên 1950 ở phía Bắc Hàn nói rằng là sau các cuộc gặp ở tại Singapore thì bên Mỹ đã không làm gì cả theo lời hứa của tổng thống Donald Trump ở bên Hoa Kỳ thì nói rằng là Bắc Hàn phải giải giới vũ khí nguyên tử trước thì mới nói chuyện. Thì bây giờ hai người sẽ phải gặp nhau nói chuyện lần nữa để coi như làm rõ cái chuyện này Ngoài ra thì ông Choi và ông uh, Mike Pompeo cũng sẽ bàn sắp xếp cái cách mà uh, cho cuộc họp thượng đỉnh sắp tới đây Dự trù vào năm tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn à, Liên quan đến uh, Biển Đông thưa quý vị thì hôm thứ Hai vừa rồi tàu South China Morning Post cho biết là Đài Loan bắn tiếng có thể cho phép chiến hạm của Mỹ vào cái đảo Ba Bình mà bây giờ bà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình, cái đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa mà Việt Nam làm sở hữu chủ trước đây. Ở cái đảo này dài một cây số 4, bề ngang khoảng 400 m và có cái đường bay trên đó và do Đài Loan chiếm và đây là cái đảo lớn nhất và đảo tự nhiên, còn các đảo kia là đảo bãi đá ngầm mà thôi. Thì cái chuyện này do chờ sau Channel Post thuật lại là do Bộ trưởng Quốc phòng Jen Defa nói với nghị viên Johnny Chen của Quốc dân Đảng trong các cuộc họp uh, uh, gọi là quốc hội ở tại đài Bắc mới đây thì uh, bên đài Loan cho rằng là nếu mà vì nhu cầu an ninh Mỹ nếu mà muốn um, đưa tàu vào đây thì đài Loan có thể xem xét cái chuyện này thì chúng ta cũng biết là quần đảo Trường Sa là hiện nay uh, có tuyên bố chủ quyền không những của đài Loan mà của Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei nữa và đây là nơi tranh chấp rất là nóng ở biển Đông trong thời gian qua và cái đảo ba bình là đảo lớn nhất là đài loan chiếm giữ còn trung quốc chiếm giữ những cái đảo nhỏ việt số đảo do việt nam chiếm giữ và malaysia cũng giữ philippines cũng giữ chứ Brunei là không có đảo nào trên này mặc dù họ tuyên bố chủ quyền và trong thời gian qua thì trung quốc đã gọi là xây dựng một số cái gọi là cơ sở quân sự ở trên những cái bãi đá ngầm mà ít nhất là 7 cái còn đài loan thì vẫn tiếp tục uh, gia tăng cái sự hiện diện của họ trên đảo ba bình thì bây giờ nếu mà chuyện này xảy ra nếu mà Mỹ mà có nhu cầu mà Đài Loan mà đồng ý cho tàu Mỹ vào thì chắc chắn đây sẽ là một sự gọi là uh, leo thang căng thẳng ở biển Đông rất là lớn chắc chắn là uh, Trung Quốc sẽ đối chuyện này, nhất là trong uh, tuần vừa qua chắc quý vị còn nhớ ở tại uh, hội nghị Hương Sen hội nghị An Ninh thì ông uh, Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố Trung Quốc sẽ bằng mọi giá không để Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc và trước đó thì Mỹ có cho hai chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan trong một cái hành động gọi là bày tỏ sự ủng hộ của Đài Loan và mới đây thì Mỹ cũng đã bán cho Đài Loan chuẩn thuận bán cho Đài Loan vũ khí trị giá 300 triệu đô la nói chung là tình hình giữa Đài Loan và Trung Quốc rất là căng thẳng trong những ngày tới cũng như cái cuộc uh, cái cái quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có cuộc chiến ở, uh, về thương mại cũng như đang có những đối đầu ở tại biển đông thì cái tuyên bố này của ông bộ trưởng quốc phòng Đài Loan đưa ra chắc chắn là sẽ được Trung Quốc và Hoa Kỳ chú ý thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.